Xin chào tất cả bà con các bạn nhá. Em thì nói thật các bác, em mới ở thành phố, em học lưng cao được lớp cắt tóc. Thì hôm nay em cũng về em thử nghiệm để em cắt tóc cho mẹ chồng em. Còn lần sau em mở quán thì tất cả các anh chị các bạn đến quán em ủng hộ. Lần đầu em sẽ không lấy tiền ạ, nhưng lần sau em mới tính tiền gấp đôi. Quan trọng là hôm nay em thử tay nghề và em cắt tóc cho mẹ chồng em làm sao mà tóc không có làn sóng này, tai vẫn còn nguyên là ok các bạn gì. Các bạn nhớ đến quán em mà ủng hộ cho em nhé. Nếu lần sau em mở quán. Đấy bà ngồi đấy. Xin chào các bạn, đây là bà Thúy nha, mới học lên Hà Nội một khoa cắt tóc cấp tốc 2 ngày. Em có đi cho ba đường cơ bản là đâu vào đấy hết. Đây các bạn nhìn. Không có khớp có khậy gì cả đâu. Cắt đâu là bằng đến đấy. Nào mở kiểu cắt tóc. Nào có mặt bằng ngoài kia rồi. Bây giờ muốn cắt tóc thì gọi điện đến đến tận nơi luôn đấy. Mẹ em cứ thích cụt cơ, còn cắt điệu em cũng cắt được, tám mốt em cắt được. Các bạn nhìn này, cái bài đường cơ bản là đã thắng này rồi này. Thợ làm môi làm mày thế mới đầu cũng phải đi. Mẹ rất thì anh chị em của nhà nó ra thực tập mình đấy thế. Vâng, thế thì khả năng cháu viết cái biển thông báo là cắt tóc miễn phí để nâng cao tay nghề đấy. Còn này có như là lấy đầu người ta để thực tập ý nói thế. Này mai cái món đứa đưa cho bà 5.000 thôi. Còn giờ mới đầu là giờ ai sang cắt thì khuyết mại, không lấy tiền. Giúp tao nổ cắt trong phòng đấy, thuê thầy. Cắt làm đầu, cắt gội. Nhưng cái chỗ vành tai này cứ cẩn thận, cắt cho phụ xong chốc này, đếm này thiếu một tai này. Đèn, con bị đến tai đấy, cẩn thận. Không ngồi yên đấy, không là chốc này. Đây là tóc này. Chốc này, đếm đi đếm lại này cứ có một cái. Đấy. Đấy, ba đường cơ. Cái không khớp. Chứ bình thường nhiều người cắt thì nó cứ từng khớp, từng khớp một. Nhưng mà đây mình cắt hay không? Nó chỉ như ruộng bậc thang là được à? Không bao giờ dụng bậc thang, rất là đẹp. Mới có 4 phút mà đã chuẩn bị khánh thành cái tóc của cụ này. Nó cắt vòn rất nhanh. Thường khoa nó có cái tăng đơ nó mỗi tí là hết rồi. Đúng rồi. Cái con này nó biết thì nó có tăng đơ thì nó... Này cũng cụt chả kém mà tăng đơ. Cái này là đẹp rồi. Cả thế. Quan trọng là cứ còn cắt xong mà cứ còn đủ hai cái tai là đẹp đẹp vậy. Tôi ngày xưa tóc nó rậm nên tôi bán được nhiều tóc lắm anh ạ. Vâng. Bán tiền đấy. Cứ 200 một bó. 200 thì cứ tôi bán một lượt 350. Ui à. Nó dày. Thế thì tóc cũng dài. Lượt thì 200, lượt thì 350. Giờ phụ được cây để bán đi. Đi cháu để bán. Có cạo không? Thôi, cạo đẹp. Về có lấy cho tem cạo. Thôi, cho nó đẹp. Cạo cho bà cái lông mày cũng dứt thế này. Đến đồng mày thế thì đi cạo đi. Cho nó giờ cụt nún nún. Có cái căn bào cơ. Nó là có tóc nó nắng bồ hồi lắm. Thế rồi đấy. Tí nữa thôi. Gần hết rồi, 90% rồi. Đây các bạn này, nếu đúng theo đồng hồ đấy là mới là bây giờ là phút thứ 5. Tôi đã hoàn thành cho mẹ chồng tôi xong cái quà đầu đây.
Các bạn nhìn thế nào? Ngất ngây gà Tây. Xong chưa? Đẹp lắm ạ, cô ạ. Nói chung là không bậc thang. Không bậc thang. Mà không làn sóng. Mà tất cả gọi là tai nhiếp vẫn còn nguyên. Hả còn đủ hai tai. Nguyên hai tai. Nên là cụ Yên Chí là con dâu cắt rất trình độ. Tai còn nguyên. Cụ là tai tướng còn nguyên nhưng mất mới thấy lông mày cơ. Mất mới thấy đuôi lông mày thôi. Nói chung là cứ còn hai tai là ngon lành. Lông mày thì mất này mà cụ nếu mất tai thì không mọc được. Kinh nhất là mất một bên. Đồng thợ cao cấp. Đồng thợ cao cấp. Cấp cao. Không đẹp lắm cụ cháu. Nói chung là cháu nhìn là được rồi. Siêu nghệ thuật cắt tóc, tai còn nguyên. Sạch sẽ thế là giờ chuẩn bị đun nước cho cụ là để tắm. Quần áo rộng lên đấy.